tầm giá 5k, áo khoác 50.000, đồ bơi con nít thì có 20 ngày. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhá. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 10 của năm 2021. Buổi trưa nay giấc này đang là khoảng hơn 12 giờ các bạn ạ. Thì mình đang có mặt tại chợ Hoàng Hoa Thám thuộc quận Tân Bình. Để đi một vòng vào bên trong phía chợ nha các bạn. Ở phía bên ngoài này á thì mình cũng đã thấy rằng những cái gian hàng bán đồ quần áo hay là mấy cái đồ vật dụng cho găng tay rồi khẩu trang này kia thì đã hoạt động rồi này. Ở nó biết là cái chợ sỉ ở phía bên trong bán đồ si á, thì đã hoạt động chưa thì mình phải chạy vào mình coi đã. Bên ngoài này đã hoạt động rồi các bạn. Chạy phía trong. À đây hai bên thì những cái gian hàng đồ hương khói này, còn lô tủ sách là bán rồi nè các bạn. Hoa rồi trái cây các loại luôn. Giờ vẫn còn trăng dây. Đây là một cái đường đi vào phía bên trong này quý vị các bạn. Mình sẽ đi một vòng trước ạ. Chỉ mình đi chi tiết sau. Chắc này là thời điểm buổi trưa nên là cũng khá là chợ thì cũng ít người nha quý vị các bạn. Đây là những cái gian hàng bán quần áo, chăn mền, các loại này. Còn mấy cái chỗ mà bán đồ si ấy các bạn thì nó thường nằm ở cái phía cuối này này, trong là những cái gian hàng bán đồ si. Vào cái thời điểm mà đỉnh mùa dịch á, thì tất cả các chợ ở Sài Gòn đều đóng cửa. Chợ Hoa Thám cũng nằm trong một trong số đó, đóng cửa không có hoạt động các bạn ạ. Nên tất cả những cái kiện hàng mà đồ si ở đây thì đều không hoạt động hết. Ồ, chú này đi với số bán xe đạp công nghệ quá. Đây các bạn thấy á, bắt đầu vào những cái khu bên trong của quần áo á. 3 bộ 100.000, 35.000 một đôi, rất nhiều đã buôn bán rồi các bạn ơi. Đây này, đồng giá 5k. Mọi người vào đây lựa những đồ si theo kiện luôn. Đây nếu mà mình chịu khó mình lựa các bạn thì là có nhiều đồ lắm. Đồ còn xịn luôn đấy các bạn. Bên này đây nè, nguyên cái dọc dài rồi. Khoác 50.000, đồ bơi con nít thì có 20 ngày thôi. Quá trời luôn, quá trời nhiều luôn. Anh nói là mới sổ, mới phụ kiện à? Đồ si hút vân second hand bên bên trong luôn, quá trời đồ luôn. Áo đầm quần 20.000, hiếm 50, quần dài nữ 30.000 thôi. Dạ bên mình là chuyên bán bao lô túi xách hả chú?
Dạ. À, bên này là cái chú ở bên cái cửa hàng 17 68 68 này. Bán ba lô túi sách các loại ha. Bên này đa số là bán đồ xi các bạn ơi, chợ đồ xi á. Bây giờ mình sẽ đi một cái vòng hết cái khúc này, mình quay lại cho các bạn mình coi nhá. Đây này, giày này. Khách đang coi giày các bạn. Này đồ xi không ạ? Dạ đúng rồi, đồ xi không. Những cái đôi giày xi đây nhiều giá lắm. Đây, một túi sách như thế này. Nhiều lắm. Giày dép. Mấy cái đôi ngoài đó thì nó có giá như thế nào không chú? Này người ta bán tổng giá 120. À 120 một đôi chú. Cứ lan lựa thôi. Rồi, ai thích đôi nào cứ lựa lớn nhỏ giá hơn. Dạ. Trong kia cũng vậy luôn hả chú? Trong này nó tùy thôi. Phía đây là 120 đồng giá các bạn. Còn về trong kia thì tùy từng đôi nhá. Dạ. Đây các bạn, đối diện phía bên này đây là cái áo kìa, áo 30.000. Đồng giá 10.000. Đồng giá 10.000. Em xin ghi hình xíu nha chị. Đồng nhập không à em ơi, 10.000 cái. Dạ 10.000 cái ạ. Đây đồ xi các bạn, có 10.000 một cái thôi. Ở đây chỉ bán đồ nhập, đồ sành xứ nhập, đồ công điện nhập. Dạ, ấy quần áo thì sao ạ? Quần áo thì 10.000. Quần áo 10.000. Dạ. Yeah. Kéo thun trắng ở bên này vừa nãy mình quay các bạn, 30.000 đồng giá lại tất cả cái đó luôn. Áo sơ mi kéo 30. Sơ mi 30 các loại luôn ha. Nào, như đóng nè 10.000. 10.000 cái áo chị đang cầm á, trên tay á. Dạ. Ô cái áo nó cũng đẹp ha, 10.000. Đó, 10.000. Ổ gắm điện đấy có 10.000 đấy hả chị? Có. Đó, bao nhiêu tiền? 150. Dạ em tưởng 10.000 nó mua cái luôn đó. Cái này á, nó chịu lực đến 1.500W lận. Dạ. Em tưởng 10.000 đồng giá luôn mua luôn đấy. 10.000 qua Nhật mua không được. 10.000 qua Nhật mua không được. Đó chị nói là trăm mấy chị? 150. Dạ. Có loại 100 nó đúng ra nó nhiều loại lắm. Cái ổ điện nó 100, 150 tùy loại. Tùy loại. Nhưng mà bao luôn, xài điện 220. Dạ. Đó các bạn, Nhật thì nội địa là 110 đó. Mà chị bảo là xài 220 chơi luôn. Có quạt máy Nhật luôn, là cơm điện Nhật luôn. Dạ. Ở đây bán đồ Nhật, sành xứ Nhật luôn. Dạ. Của chị là sành xứ Nhật nè. Bán rẻ, bán cho món về á hả, người ta like trên mạng luôn á. Ở đây chị bán rẻ, sành xứ bỏ mối cho khách. Dạ. Có quạt máy nồi cơm điện máy sành xứ là những loại nào chị em không thật các bạn quầy của chị bên này là bán đồ Nhật 17/8/11/13 nữa đó. Thì bây giờ mình sẽ vào mình coi bên trong cái đồ mà sành xứ của chị muỗng đĩa chị nói. Đây các bạn, đồ muỗng đĩa sành xứ dao các loại. Đây. Ồ cái đồ này trong này thì giá sao chị? Đồng giá hả? Không, đồ này nó tùy giá nhưng mà ở đây là chị bán rẻ chứ không lắm á. Đây gì các bạn ơi, đây là cái đồ của Nhật đây này. Em cứ quay đi, ở đây là chị bán rẻ chứ chị không bán mắc đâu. Ví như cái này là bao nhiêu tiền chị? 20.000 hả? 20.000 một cái. Ừ. Tất cả này luôn đều đồng giá hả chị? Rồi, mấy cái bình đó là 20. 20. Ra tùy cái. Chén bộ. Chén thì 10 nhỏ 10.000. Chén này nó bán một cái hay một bộ gì? Cứ một bộ, chén bộ đó là cứ 20.000 cái. Cứ 20.000 một cái. Nhưng ở tầng này nó nhiều cái lắm, nó lên đến cả 100 cái luôn á. Rồi 20.000. Cái bộ trà của Nhật luôn này, trà Nhật bồi cái bình trà. Đó, cái bộ trà này bao nhiêu chị? Cho quay lên YouTube mà giới thiệu đi chụp. Đây đây anh, đây anh. Anh quay YouTube. Cái bình trà nó bị mất nắp rồi anh ơi. À. Ở trong kia nó có mấy bình trà chứ cũng đẹp. Rồi mất nắp. Bên này chắc cũng 20 luôn hả anh? Này bao nhiêu?
Thì những cái chung trà đạo đà mới này em bán 30, 2 cái 50. Dạ. Bình rượu sake này 30 cái. Dạ. Bình này là 30.000 một bình. À mấy cái kim này đó. Ừ. Đây các bạn, mình sẽ đi một vòng hết thôi. Còn đây dưới này cái bình trà Nhật mới luôn nè. Đẹp lắm. Ồ, này bình nó bán 100.000 lọc sứ sẵn luôn anh. Bình bình không chưa có tách ra ngoài. Này chưa có chung. À. Bình này là bình Nhật mới 100% nha. Nè lọc trong đây là lọc sứ sẵn nè. Không có cần xài lọc lưới. Dạ dạ. Đúng rồi, có cái đó luôn. Cái nó ly của nó là cái bộ nào? Bộ nào đi kèm với nó? À bình đó là bình lẻ. 100. Nói chung nhiều lắm, bây giờ cửa hàng em đang hoàn thiện á. Vài bữa nữa là ổn định lại, ok. À dịch nào mình mở lại khi nào anh? Mình mở dịch mới là mở lại hàng tháng này anh ơi. Là bữa giãn cách á mình bỏ cửa hàng bên kia mình mới dồn về đây. À. Đây là mới mở này khoảng đầu tháng 10 đấy các bạn. 300, 350 bộ tùy theo bộ. 300, 350. Cái bộ này thì 300 này. Bộ 300. Bộ này 350. 350. Cái đó là một bình 5 chung. Ồ. Đâu? Quá trời luôn, sành sứ luôn, các loại luôn. Dạ bữa em có thêm cửa hàng bên đây nữa, có gì em hỗ trợ anh. Dạ. Rồi bên này nữa này các bạn này. Đi quay chi tiết cho mọi người cùng coi luôn về các cái loại giá ở đây luôn. Thì bây giờ sau dịch á, nên là tiệm của anh chị thì còn đang là lộn xộn, chưa chất hàng xong này. Nhưng mà theo như mình nhìn quan sát á, đồ Nhật này khá là đẹp các bạn. Cái bình này cũng dễ thương này. Này về uống trà rất là dễ thương nha. Đây này. Còn phía bên kia là một cái đồ dao kéo đồ. Đây quần áo. Quần áo bán bên ngoài, bên trong bán đồ ly, chén, sứ. Áo thun Mỹ 10.000 cái thôi. 10.000 áo cái áo thun. Áo thun là mặc khoác. Áo thun mặc khoác. Áo thun Mỹ 10.000 đây. Mỹ là 10.000 gì đấy. Đồ Mỹ mà nó rẻ, còn hơn là đồ... Hơn đồ Việt Nam á. Cái này mình khui kiện vào ngày thứ mấy vậy chú? Không biết. Cái này giờ bán xả rồi, cái này chưa khui kiện. Dạ, giờ đang bán xả đúng không ạ? À cái đồ mà tồn trước khi dịch đó. Cái này là đồ tồn trước dịch. Bây giờ bắt đầu là bán xả đây này các bạn. Đấy, đang làm cái gian hàng bên cạnh luôn. Thì mai mốt nữa đi cho ổn định đi rồi mình sẽ ghé mình quay lại tiếp. Đây các bạn, địa chỉ này 17-8 này, 11-13 đều là gian hàng của chị nhá. Bán đồ Nhật. Ở cái máy quay của mình á, chưa ngày hôm nay mình đi thì nó cũng gần hết pin rồi. Bây giờ mình sẽ vòng ra cái kiện phía bên ngoài này một lần nữa. Để sau đó là mình sẽ ngừng video nha các bạn. Đây. Đây là các bạn. Áo đầm quần 20.000 này anh. Áo đầm 20. Yếm 50. Quần dài nữ 50 các bạn, ở 30 các bạn. Quần áo như này này, rất nhiều luôn. Anh ơi cái đồ này là bao nhiêu đây anh giới thiệu cho em. 20.000 đồng giá từ đây vào trong luôn đúng không ạ? Đầm này. Đầm này các bạn. Rất nhiều luôn. Cửa hàng đồ Si Út Vân Second Hand. Đó, các bạn thấy ở phía bên kia không? Nhiều không? À bên trong này luôn. Giờ sau dịch các bạn ấy đi mua đồ nhiều lắm. Các cái gian hàng thì cũng đang xả vào cái gian đồ Si ra các bạn. Xả ra rồi trước Tết còn tồn nữa. Cái này là đều là những cái kiện hàng mình đang xả đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Kiện mới thì khi nào mình về anh? Hôm nay xả khui rồi. Dạ. Khui tầm sáng. Dạ. Từ tầm thứ bảy sáng mình khui là hàng tuần được vậy anh? 7 giờ sáng. À, anh chia sẻ là 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần thì cái gian hàng của anh sẽ khui nha các bạn. Bên anh là đồ Si Út Vân này các bạn. Tít ra đầu đường kia là của anh luôn đúng không? Ngay đầu luôn. Rồi nguyên khu này của anh á, Út Vân.
Trời ơi nó nhiều. Thoải mái ra đây lựa đồ đẹp lẻ luôn. Bây giờ qua tiếp phía bên kia. Nhiều đồ luôn. Cái này thì cũng đồng giá luôn. Đồ nữ nè. Đồ nữ. Đồ nam trước, áo phá trên giữa. Dạ. Đủ hết trơn á. À, đồ nam ở phía trên kia. Ừ. Còn đến đây là áo khoác, xong rồi đến đồ nữ. Ừ. Là giá thì như nào? Giá thì 20, 30. Đó, giá 20, 30. Này các bạn, 20k này, áo khoác cho con nít này, rất là nhiều luôn các bạn, có 20.000 à, 20k áo khoác. Mình đi từ đầu vào thì cái gian hàng này của anh ấy là đông nhất, nhiều lắm. Chiều theo từng hàng như thế này nè các bạn. Này áo khoác 50k, nít đồ bơi 20, tức là đồ bơi của con nít 20k đó. Quá trời thoải mái lựa chọn luôn các bạn. Nhiều lắm. 20.000, 30.000 một cái. Mình chỉ cần mang 100.000 ra đây mà mình mua được tầm 3 đến 4 bộ rồi. Đối diện bên này có một cái quầy khác. Này các bạn đang nhìn này. Mọi người đang soạn đồ này. Nhiều không? Rất nhiều luôn. Bên này mình cũng bán đồng giá bao nhiêu anh? 50k. 5k hả? 5k. Tất cả đồ đồng giá 5k. 5k luôn các bạn. Nói là quá sốc với cái giá này luôn. Đồng giá 5k, đồ treo tùng. Khách mua hàng các bạn phải tiêm 2 mũi vaccine hoặc 1 mũi có thẻ xanh được xác nhận mới được vào đây mua hàng nha các bạn. Địa chỉ của anh là 17/55. Ở trong phía bên trong chợ Hoàng Hoa Thám với các bạn. 5k các loại vào đây mình lựa thì giờ cả ngày luôn. Không biết hết bao nhiêu tiền nữa. Lựa cả ngày không biết bao nhiêu tiền. Có 5k một cái thôi. Thoải mái các bạn ạ. Cầm 100.000 vào đây thôi là đã bét nhè rồi đó. À, các bạn có thể mang về được một cái tủ quần áo luôn rồi. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.